Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Lan Anh vào bếp, bếp nhà Lan Anh hôm nay sẽ làm món trà bông nguyên Tết đó các bạn. Anh chuẩn bị là 600 g thịt thịt nạc đùi á các bạn. Bây giờ Lan Anh sẽ cách theo cái sớ những cái tép mà nó có cái gân gân này các bạn, mình sẽ lấy nó ra. Sau khi mà bây giờ Lan Anh cắt cái thịt này các bạn, lấy ra theo cái từng cái tách theo cái sớ của nó ra đã các bạn, cái miếng thịt nó theo cái sớ nào mình sẽ cắt theo cái sớ dài nhất của nó các bạn. Cách làm sao để miếng thịt nó được dài dài á, nó có cái sớ dài dài này các bạn đó. Lan Anh sẽ cắt dày hơn, khoảng dày cỡ một phân á các bạn. Nói chung là cắt lớn 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 miếng ra rồi à, theo cái sớ của nó các bạn. Sau khi cắt xong này, Lan Anh cắt này theo cái đường sớ sớ này các bạn. Đó. Bắt cái chảo lên bếp các bạn, chảo chống dính nha. Bỏ vào đây thì ăn canh dầu dầu ăn, đập dập hai củ hành, bỏ từng miếng thịt vào chảo. Thịt Lan Anh không có hướp gia vị gì đâu các bạn. Sau khi lọc hết mỡ rồi xách, lọc hết gân rồi xách ra, mình tiến hành đi hấp cho thịt chín các bạn. Lại vung lạnh để cho nước thịt nó ra, nó chín thịt ra các bạn. Chuẩn bị một cái chén, trong khi chờ anh bỏ vào đây nửa muỗng cà phê tiêu. Rồi Lan Anh bỏ 1/2 thìa cà phê hạt nêm, 1/3 thìa cà phê bột ngọt. Không bỏ đường thì nó mặn, mà nếu bỏ thì cũng bỏ ít thôi chứ tí nó cháy các bạn, nên Lan Anh chỉ có bỏ 1/2 thìa cà phê đường. 600 g thịt Lan Anh bỏ 1 thìa ăn canh xì dầu, đây 2 thìa ăn canh nước mắm ngon. Cái nồi thịt của mình này các bạn, mình đâu có bỏ nước mà nước nó ra này các bạn, cho nên không cần phải bỏ nước nha các bạn. Mình phải hấp cho thật chín cái miếng thịt nha các bạn. Rồi đợi vung lại và chờ tiếp. Thịt heo này, thịt nạc heo ra nước rất là nhiều. Lan Anh để lửa nhỏ nãy giờ mà nó ra nước lắm, cho nên bây giờ Lan Anh tăng lửa lên xíu để cho nó rút cho nhanh cái nước này á các bạn. Nó rút cái nước này á, khi mà nó rút hết cái nước này nó còn làm cho cái thịt này mềm, mình giã nó, mình đập nó cũng dễ các bạn. Thịt đã gần cạn hết nước rồi, Lan Anh tắt tắt bếp, không có để cạn hết nghe các bạn. Cạn hết thì nó sẽ bị khô á đấy. Thịt còn nóng á, Lan Anh mới bỏ 3 lớp bì này các bạn. 1, 2, 3 lớp bì. Cái bì này là bì đựng thực phẩm á các bạn. Mỗi lần như vậy Lan Anh đập khoảng 4 đến 5 miếng. Lan Anh không có cột miệng bì. Và bây giờ tiến hành đập này các bạn. Đập cho miếng thịt nó dập ra các bạn, để cho dễ nhìn Lan Anh trút ra cái tô này các bạn.
Đập như thế này nó dễ xé, tí nữa mình xé nó dễ các bạn. Vẫn còn cái chỗ đập nó chưa được ấy lắm, do trồng ở lớp bì khó thấy. Rồi. Sau khi mà đập rồi các bạn, mình rửa tay thật sạch và tiến hành xé theo cái đường này các bạn. Hồi xưa giờ mình cứ làm như thế này nó cũng quen, nhà không có máy móc gì cứ làm này các bạn. Các anh sẽ xé ra, xé sợi sợi ra theo cái sớ mà nãy mình đập dập á các bạn. Rửa tay sạch sẽ rồi xé ra nghe các bạn. Mình đừng có bứt đứt, chỉ tước ra theo cái sớ của nó thôi. Đừng có bứt ngắn nó lại làm gì. Sau khi mà xé ra rồi thì Lan Anh sẽ rưới lên đây cái nước, cái chén nước mà Lan Anh chuẩn bị hồi nãy á. Chén nước mà có nước mắm, có nước tương, có đường, có hạt nêm, có bột ngọt các bạn. Nó sẽ thấm ngay cái nước nó vào. Mình trộn đều lên. Rửa sạch cái chảo rồi á các bạn, bắt lên bếp và để cho chảo khô. Sau đó mình bỏ cái hạ lửa nhỏ xuống nha các bạn, từ từ hãy nâng lên. Đó mình bỏ hết cái thịt mà mình vừa mới xé này vào. Trộn lên nha các bạn. Cứ đảo đều lên, bỏ lửa nhỏ nha. Cứ xào tiếp tục với lửa nhỏ như vậy các bạn. Kiểm tra thấy nó khô thì mình tắt bếp và mang đi giã. Lan Anh sẽ bỏ một ít một vào đây và giã ra các bạn. Sau khi nó dập ra, mình lấy một chiếc đũa, đôi đũa các bạn, cứ chà này là nó sẽ bong lên bớt đó, các bạn, nó bong lên nè. Đầu tiên mình giã dập ra đã nghe các bạn, rồi sau đó mình dùng đũa mình chà, rồi tiếp tục giã. Đũa chà lên các bạn. Đó. Ừ, cứ dùng đũa ấy lên này. Nó tơi lần ra các bạn. Bạn cứ làm thôi chứ không có sợ nát đâu, vì bây giờ nó rất là dai, nó sẽ tước tơ ra cho nó bong lên cho nó không có nát đâu các bạn. Rồi đó, bây giờ Lan Anh bỏ ra cái tô để làm mẻ khác. Sau khi mà giã rồi chà trong cối xong á, từng phần nhỏ nhỏ đó, bây giờ kết thúc là Lan Anh được cái chảo như thế này nè các bạn.
Bây giờ mình tiếp tục rang lên cho nó khô. Ở lửa nhỏ thôi nha các bạn. Bây giờ mà lửa to là cháy ngay á. Lửa thật nhỏ từ từ nó sẽ khô. Rồi sau khi mà xào lên nãy giờ rồi á, bây giờ mình tiếp tục chà. Cầm đôi đũa về các bạn, lấy một cái vợt á. Hồi xưa Lan Anh còn đeo bao tay làm nó khó lắm. Sau Lan Anh lấy cái đôi đũa chà vô cái vợt vậy mà thấy dễ hơn á các bạn. Đó, nó bông lên nè. Các bạn thấy nó bong lên thấy không? Có người thì đánh bằng cối sinh xay sinh tố cũng được nha các bạn, hay máy đánh trứng, mấy cái đó Lan Anh cũng có hết, nhưng mà Lan Anh muốn làm theo cái cách mà ngày xưa nhất á. Nó bông lên rồi các bạn đó, mẻ cuối cùng rồi á. Thì nó sẽ rơi ra một ít bột như thế này, nhưng mà không sao các bạn, cứ bỏ vào đó không sao hết. Bây giờ Lan Anh sẽ bỏ lại vào đây và tao cho thật khô để mình cắt được lâu á các bạn. Lan Anh thấy là nó đã khô vừa ý mình rồi á các bạn. Còn nếu như mà các bạn thích khô hơn á, nhà nào thích khô hơn thì mình cứ tiếp tục để lửa nhỏ như thế này và sao và tao lên như thế này, trộn đều như thế này các bạn, đến khi nó đạt được cái độ khô vừa ý mình á. Thực ra mà càng khô thì càng để được lâu, nhưng mà mình làm lượng ít thế này thì cũng ăn nhanh hết lắm các bạn, không có để lâu đâu. Sau thời gian vào bếp, Lan Anh đã hoàn thành cái món trà bông làm hoàn toàn bằng thủ công. Nếu mà các bạn thấy thích thì hãy lưu lại để tham khảo. Xin hãy chia sẻ và đăng ký kênh, tiếp thêm động lực để mình làm thêm nhiều video hơn nữa gửi đến các bạn. Xin chào và xin cảm ơn.